Rồi, xin chào quý anh em nha. Chúc anh em buổi sáng tốt lành nha. Thì buổi sáng nay mình có cái lô 8 con máy nè anh em. Anh em quan tâm được con máy nào thì thấy hợp nhã thì gọi cho mình nha. Thì 8 con máy thì nữa thực sự một máy mình cũng có coi 2 cây thôi. Một dòng á chứ cũng không có nhiều. Cho nó đa dạng tí anh em dễ lựa chọn ha. Máy rỉ cũng có mà máy cao cao tí cũng có nha anh em. Thì lô đây đầu tiên là cái con Samsung RE120 nè anh em. Con này nếu mà cô chú anh chị nào mà ưng cái bụng á thì gọi cho mình nha, rỉ như cho luôn. Con này đó, xem YouTube ok nha anh chị. Đó, wifi cực mạnh nha. Đây là hàng chính hãng này. Đó, còn tem công ty này. Cái này hình như có bảo hành một lần rồi nhưng mà công ty bảo hành. Không ảnh hưởng hết á, máy pin riêng luôn. Pin theo máy luôn này nọ, ok. Bị mít nhưng mà nó bị mít kính xíu này anh em. Đó ha. Một xíu thấy ảnh hưởng về cái chất lượng thì chả ảnh hưởng gì hết nha. Số đây mình bấm thử màn hình anh em xem này. Đó, cảm ứng rồi này còn ok ha. Thử cái YouTube cho anh em xem thử đây, được không? Nói chung là nó chạy không có được nhanh nha anh em, chậm thôi nha. Loa đồ thì còn ok anh em. Loa nghe gọi đồ bao anh em sử dụng thoải mái nha, full chức năng nha. Thì cái máy này chủ yếu là xem mạng nhẹ nhẹ, nhỏ. Thay cho cái máy có nha anh em. Nhưng mà giá thì cực rẻ ha. Wifi là kén đét luôn. Wifi là lúc luôn nha. Chụp hình thứ con còn được không? Mấy này thì chụp hình ghi quái gì nữa đâu, chơi vui thôi anh em, chơi vui thôi nha, không có đẹp mà. Con này không có bao đẹp gì hết nha, chống cháy nhưng mà màn hình còn rất sắc nét. Đây, con này mình để anh em giá 350 nha, chưa bằng giá màn hình anh em. 350 kèm sạc anh em nha, không bao ship. Rồi mình xin phép quay nha, một con duy nhất. Nếu anh cô chú anh chị nào mà cần nghi gọi thêm mấy có thì gọi liền cho mình nha, chỉ một cây thôi nha. Rồi tiếp theo là con Oppo Neo 5. Mình còn máy này còn 2 con. Đen dưới trắng. Con này mình thay vỏ rồi anh em. Thay vỏ. Nên máy nó đẹp len keng luôn nha. Tự nhiên máy bốc hộp luôn. Mọi chức năng thì bao anh em full. Lỗi cái gì thì cứ báo lúc alo mình, đổi máy khác ngay lập tức. Chứ không có lăn tăn cái vụ mà len èn nói sửa chữa này nọ nha. Trục trặc đổi ngay. Phương châm là nhanh gọn nhẹ nha anh em, không có lèn èn cái vụ mà mấy trục trặc rồi nói này nói nọ rồi để sửa lại rồi không có nha. Lỗi anh em báo mình đổi khác. Còn không ưng nữa, nếu mà cực anh em mà thực sự không ưng nữa về cung cách của mình này nọ cách thì mình em cứ nói thẳng. Rồi mình sẽ trả tiền lại luôn. Anh em thích lấy tiền lại mình hoàn tiền ngay lập tức chứ không có sợ gì mà phải nói mua rồi sợ anh em bị lừa rồi này nọ nha. Anh em nếu mà xài ok thì mình cảm ơn. Còn nếu mà lỡ mà có mấy trục trặc thì anh em thích đổi mấy khác thì mình đổi. Còn không thì hoàn tiền nha anh em, không thiếu một cách nha anh em, nên là anh em yên tâm mình buôn bán uy tín đàng hoàng. Đây camera con Neo 5 này, camera thì cũng được thôi chứ không có phải là tuyệt đẹp đó. Rồi chức năng full, con này 800.000 nha, ngang giá bữa trước nha, bao ship cho anh em mấy kèm sạc. Tiếp theo là con Oppo Neo 7 nè anh em, con này cũng thay vỏ này. Nó còn hết pin anh em, mình mới bấm nguồn rồi này. Còn có 9% pin này, quên sạc. Thì mấy bao anh em là full chức năng nha. Này dính dây su, dính nhựa, cào đó thôi. Đó, mấy mình thay vỏ rồi, mới đẹp keng luôn nha. Màn hình này là màn hình riêng nha anh em. Cũng y như mấy bữa trước thôi. Mấy này thì giá 1 triệu nha anh em, bao ship cho anh em tận nhà ha. 1 triệu. Rồi ok, mình qua con khác nha. Nhiều quá nên giới thiệu cho nó nhanh chứ không thôi là lâu quá mất thời gian anh em. Tiếp theo là con RE320 anh em. Con RE320 thay vỏ. Đẹp len keng xà beng, y như máy mới luôn. Tự thay vỏ rồi là rất là khít nha anh em. Mình dùng vỏ ring á nên thay rất là đẹp. RE320 bao ship tận giường nha anh em, máy keng như mới, thay vỏ rồi. Men ring chưa sửa chữa, full chức năng luôn. Con này giá 1 triệu mốt nha anh em, bao ship. Đó.
camera còn rất là nét. Ok, wifi cho anh em coi luôn. Rồi, mọi chức năng là gần như là quá là VIP nha anh em. Rồi, 1,1 triệu bao ship anh em nha. Tiếp theo là con Z510. Máy này cũng mới thay vỏ luôn. Tự cái dòng này nó cũng cũ quá anh em. Vỏ nó mình buộc phải thay. Buộc phải thay vỏ bán cho nó dễ. Cho anh em dễ chấp nhận hơn. Đó. Thay vỏ mới rồi, loại vỏ riêng. Nên là khiết riêng. Đi như máy mới chứ chả có vấn đề gì hết anh em. Rồi. Màn hình riêng, vỏ thay. Đẹp keng luôn. Z510. Wi-Fi, camera, ok luôn. Đó. Con Z510 này là mình tính anh em 1,6 triệu nha. Bao ship. Tiếp theo là con Oppo A71K này anh em. Oppo A71K. Xài chip Snapdragon 450, RAM 2, bộ nhớ 16. Máy xài rất là lành, còn riêng nguyên máy luôn, chưa đụng chạm sửa chữa. Mình có khách xíu anh em. Nên con này là riêng máy liên keng nha anh em. Mua thì cái ép lưng này của khách này, mình thu lại một keng nó mới mua luôn. Là anh em lấy luôn ha. Mặt trước không có trời. Còn dán keo nè anh em, có miếng cường lực này. Miếng cường lực này cũng mới dán luôn nè. Nên là lên keng luôn ha. Con máy này xài thì không phải gì phải chê rồi. Màn hình camera trước này anh em, cực nét nha. Đó. Cực rõ nét. Camera sau coi. Con này nó phải nói là quá bá đạo luôn. Chụp hình này cực đẹp. Giá rỉ bèo. Giá thì quá rỉ bèo luôn. Wi-Fi, nói chung là full chức năng anh em. Con này anh em yên tâm đi. RAM 2 bộ nhớ 16 A71K. Màn hình 5.2 inch nha anh em. Pin con này 3.000. Con này để anh em giá là 1,6 triệu nha. 1,6 triệu anh em, một con duy nhất nha. Bao ship kèm sạc anh em nha. Rồi, con nào nữa ta? À đây, còn con Redmi Note 4X này anh em. Anh em nào cần thì giao lưu luôn nha. Con này vẫn giá bữa trước 1,7 triệu nha anh em. RAM 4 bộ nhớ 64. 1,7 triệu. Máy riêng full luôn. Màn hình đẹp keng. 98 phải nói là 99. Dễ tính thì 99, còn khó tới thì cho 98 cũng được anh em. RAM 4 của nhân số 4, Xiaomi nha anh em. Redmi 4X. Coi thử cấu hình coi. Có nhiều anh em mới coi clip này thì chưa biết thì mình giới thiệu lại một xíu. Đó. RAM 4 bộ nhớ 64. Cấu hình khủng. Con này chụp hình mình nói thực sự đánh giá là quá đẹp anh em. Mình đánh giá con này, nếu anh em nào mà đã mua con này bên máy mình bên mình rồi á thì nếu phản hồi giùm mình nha. Cái camera của nó là phải nói đúng là chân thật luôn, chụp hình đúng đẹp, nó không có ảo nha anh em. Camera trước này anh em. Đó, trước mà rất là rõ nha. Quay cái mặt ngại quá nên không quay nha anh em. Đó. Rất là ok luôn. Wi-Fi cấu hình là xài mình nó thấy thực sự là quá là ổn luôn. Cho một con máy 1,7 triệu anh em, giá 1,7 triệu quá bèo anh em ơi. RAM 4 bộ nhớ 64. Đánh giá trong tầm giá phân khúc này là nó quá rẻ. Rồi mình qua con này nha. Ngoại hình tầm 98-99 anh em. Một con máy siêu phẩm cuối cùng anh em. Xiaomi. Lại là một dòng Xiaomi Note 6 Pro anh em. Dòng mới keng luôn. Dòng này đang sử dụng, đang bán trên FPT di động thông minh đây. Mình lấy cái cấu hình cho anh em xem luôn này. Lấy nó cấu hình. Đây anh em. Đây là con Redmi Note 6 Pro nha anh em. RAM 3 bộ nhớ 32. Hàng chính hãng DigiWorld. Đó. Bên rất nhiều kênh đang bán máy này. Tại vì máy nó xài rất là ổn định anh em. Rồi cấu hình đó anh em. Màn hình là 6.2 nha. Xài chip Qualcomm 636. RAM 3 bộ nhớ 32, pin 4.000 nha anh em. Xài 2SIM Nano. Đó. Cấu hình nó là như thế nha anh em. Thì nó là con này là mình màu hồng nha anh em. Màu hồng. Anh em nào mà có nhà ý muốn giao lưu con này thì gọi liền cho mình nha. Máy len keng luôn. Đây nó đây. RAM 3 bộ nhớ 32GB. Redmi Note 6 Pro. Đó, ok nha anh em. Máy full chức năng. Camera mình thử đẹp không.
Ủa, camera này đúng là sắc nét từng chi tiết, từng góc cạnh luôn anh em, quá ok luôn. Xài giống như iPhone X anh em, nó không có mấy phím chức năng dưới, mình máy này mình cũng mới thấy luôn. Hồi giờ cũng không biết con này. Đó, wifi ok luôn. Con Note 6 Pro này mình để anh em giá là 2,5 triệu nha anh em. Để anh em 2,5 triệu ha. Quá rẻ. Anh em nào chốt là liền gọi liền cho mình nha, chỉ một con. Cái máy này thì nó sự nó len keng nhưng mà có một hai vết nhăm này anh em. Chắc cho cắn móp nhẹ nha, cắn nhẹ nha. Có một hai đây, vài vết móp nha xung quanh nha. Đánh giá tầm gió này thì đây thì len keng, mặt đời thì không vết trời, tự do có dán keo mình mới lột ra này. Nhưng mà chỉ cắn móp mấy cái viền này. Đó, vậy thôi. Là hết, chứ không có ai nữa hết nha anh em. Rồi, con giá nó máy là 2,5 triệu, anh em nào cần thì gọi liền cho mình. Màn hình nó 6:2 rất là rộng nha anh em. 2,5 triệu bao ship anh em. Rồi lô này mình xin kết thúc tại đây nha anh em. Hẹn anh em những video tiếp theo nha.